Đau lòng nghe linh mục kể ngôi nhà thờ bị bỏ hoang và tượng Chúa Đức Mẹ bị đập phá. Thành Long mến chào cộng đoàn, kính thưa mọi người, xã hội ngày nay phát triển nhưng cũng kéo theo có nhiều kẻ vô thần, tự do, ngạo mạn, ngông cuồng, xúc phạm tới đức tin người khác. Câu chuyện sau đây thật đau lòng, được kể lại bởi một vị linh mục thánh thiện. Chúng ta cùng xem và cầu nguyện xin Chúa ban ơn hoán cải, tha thứ cho những kẻ ngông cuồng này, cũng như chúng ta phải luôn quan tâm bảo vệ giáo xứ nơi chúng ta sinh sống. Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh kể lại câu chuyện như sau. Ngôi nhà thờ bỏ hoang và tượng bị đập phá. Hành hương du lịch Campuchia, chúng tôi chọn một ngôi nhà thờ cổ do người Pháp xây trên đỉnh núi Coco. Đi xe gần một ngày vòng vo quanh núi, thấy tượng Phật to đẹp, luôn có hương chuối cúng Phật, thấy lòng thành của con cái Campuchia và khách hành hương rất rung đạo. Đi một đoạn dài, casino hoành tráng bao trùm cả một vùng đất lớn hiện ra. Đây là nơi vui chơi giải trí nhưng cũng là nơi tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác, và đã có biết bao cảnh đau khổ đã đến, gia đình tan nát. Chỉ cách đó không xa, một ngôi nhà thờ xám hiện ra giữa núi rừng. Phong cảnh xanh của rừng cây, màu đất tương phản màu xám đen của nhà thờ và đặc biệt vị thế của quả đồi làm cho nhà thờ trở nên đẹp lạ lùng và thánh thiêng, hấp dẫn mọi người vô cùng. Căn nhà thờ không biết bị bỏ hoang từ bao giờ, nhà thờ không còn cửa, không ai chăm sóc. Mưa gió đã làm cho nhà thờ chuyển màu xám xịt, cũ kỹ, hoang tàn từ nhà thờ đến các tượng ảnh, làm rơi lệ mọi người. Nhà thờ có một phòng ở, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, toilet và phòng nguyện để dâng lễ. Nơi đây đã từng có các cha ở để dâng lễ cho những người Pháp và những người giúp việc. Cha nào ở được đây cũng phải nói rằng rất thánh thiện. Tượng Đức Mẹ bên ngoài bị đập phá đầu, chân và thân mình. Mẹ chỉ còn nằm, hai tay giơ lên bất động. Trong nhà thờ càng tang thương hơn. Chúa Giê-xu, lòng thương xót Chúa không còn đầu. Tượng Thánh Martin cũng chung số phận. Tượng Mẹ và tượng Thánh Giuse còn đầu nhưng không còn khuôn mặt. Thật đau lòng, xót xa. Tôi thấy ai cũng im lặng, ngậm ngùi, đau lòng và có lẽ cũng rơi nước mắt như tôi. Tôi thầm thĩ cầu nguyện, có lẽ nơi này không phù hợp với các ngài và cũng gây thêm nhiều ác cảm với một số người không thiện cảm với đức tin. Không còn đầu, không còn chân, không còn tay, các ngài không muốn làm những bức tượng dễ bể nhưng cần đến suy tư, cần đến trái tim, cần đến đôi chân, đôi tay, đôi tai của chúng ta để các ngài hiện diện, sống động giữa người Campuchia nghèo khổ và môi trường sống của chúng ta. Xin tha thứ cho những xúc phạm quá đáng này. Xin tha thứ tội lỗi của chúng con và chúng con nguyện quyết tâm làm gì đó cho hiện diện của các ngài nơi này cũng như nơi chúng con sống. Một chuyến đi ý nghĩa và một chuyến đi buồn nhưng cũng là chuyến đi tạ ơn, chuyến đi quyết tâm sống đạo. Vậy tại sao lại có sự phân biệt tôn giáo tại Campuchia như vậy? Có lẽ lịch sử là yếu tố quyết định. Chúng ta cũng biết Campuchia là quốc giáo của Phật giáo 90%. Việc truyền giáo lý Kitô giáo đầu tiên được biết đến ở Campuchia được thực hiện bởi giáo sĩ Gaspada Cruz, một thành viên Bồ Đào Nha của dòng Đa Minh. Vào năm 1555, theo tường thuật của ngài, kế hoạch truyền giáo khó khăn và thất bại hoàn toàn. Ngài cho rằng đất nước được điều hành bởi một vị vua đại ngã và có quốc giáo cũng chính là đại ngã, và phát hiện ra rằng các tín đồ đại ngã là những người khó tính nhất để cải đạo. Không ai dám cải đạo mà không có sự cho phép của nhà vua. Ngài nói không có phép rửa nào nhiều hơn một người vô thần mà tôi đã cử hành nơi mộ phần. Mặc dù thực dân Pháp đô hộ vào thế kỷ 19 nhưng Kitô giáo ít tác động trong nước. Vào năm 1972, có khoảng 20.000 tín hữu Kitô giáo ở Campuchia. Trước khi xảy ra cuộc hồi hương của người Việt Nam vào năm 1970 và 1971, có tới 62.000 Kitô hữu sống ở Campuchia. Theo thống kê của Tòa Thánh Vatican, vào năm 1953, các tín hữu của giáo hội Công giáo ở Campuchia có số lượng 120.000 người. Vào thời đó là tôn giáo lớn thứ hai.
trong đó khoảng 50.000 người Công giáo là người Việt Nam. Nhiều người Công giáo còn lại ở Campuchia năm 1972 là người châu Âu, chủ yếu là người Pháp. Giáo hội bị bách hại từ năm 1975 đến năm 1990 dưới chế độ độc tài Pol Pot. 50% thành viên của giáo hội đã qua đời. Ngày 7 tháng 4 năm 1990, Kitô giáo mới chính thức được công nhận ở quốc gia này. Khi đó chỉ có 3.000 người Công giáo. Ngày nay có khoảng 20.000 người Công giáo ở Campuchia, chỉ chiếm 0,15% tổng dân số. Không có giáo phận nào, nhưng có 3 lãnh thổ giáo luật, bao gồm một hạt đại diện tông tòa và 2 phủ doãn tông tòa. Đó có lẽ là lý do mà ngôi nhà thờ cổ ở trên không được coi trọng và trùng tu hoặc đi vào hoạt động tôn giáo. Nguyện xin Chúa ban cho nhiều người biết đón nhận chân lý của người. Amen.